Typhoon. Typhoon. Effect. Effect. Rage. Rage. Dozen. Dozen. Seriously. Seriously. Severe. Severe. Extensive. Extensive. Particularly. Particularly. Coastal. Coastal. Rescue. Rescue. Operation. Operation. Collapsed. Collapsed. Debris. Debris. Bureau. Bureau. Issue. Issue. Nearby. Nearby. Page 33. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the news report and correct the following statements. Nghệ An province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured, and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Kualo, a coastal town in Nghệ An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started, and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghệ An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The Weather Bureau has issued flood warnings for Nghệ An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days. Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị một cơn bão nhiệt đới tấn công vào đêm hôm qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm và hoành hành suốt cả đêm. Có hàng tá người bị thương nghiêm trọng và hàng trăm người đã bị mất nhà cửa. Gió lớn đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, bao gồm nhà ở, các doanh nghiệp, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển của Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu trước lúc các nhân viên cứu trợ đến khu vực. Các công tác cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị sập hoặc là bị hư hại đã được cứu thoát. Các công nhân hiện tại đang dọn dẹp đống đổ nát còn lại sau cơn bão nghiêm trọng. Chính phủ đã gửi những thiết bị cứu hộ đến Nghệ An cũng như là thực phẩm và những hỗ trợ về y tế. Những người vô gia cư đã được đưa đến những nơi an toàn, chỗ tạm thời đã được xây dựng cho họ. Cục Thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho Nghệ An và các tỉnh lân cận vì mưa lớn có thể sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Trang này có sử dụng từ điển trực tuyến Cambridge.